toàn cảnh chiến sự Nga-Ukraine sáng ngày 9 tháng 8 Bulgaria tham gia sứ mệnh huấn luyện quân đội Ukraine của NATO Nga cáo buộc Anh giúp Ukraine lên kế hoạch tấn công vùng Kerske Dân Nga ở vùng biên giới sẵn sàng tham gia trưng cầu dân Ý sắp nhập vào Ukraine với không được Điện Kremlin bảo vệ khoảng 3.000 lính Nga đầu hàng quân đội Ukraine ở khu vực Kesk. Nổ trung chuyển kho đạn ở Crimea, tuyến đường sắt huyết mạch bị phong tỏa khẩn cấp. Ukraine dám đòn chí mạng khiến cổ máy chiến tranh Nga tê liệt hoàn toàn, thời gian cho Putin sắp cạn dần. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, European Brada đưa tin, chính phủ Bulgaria tại cuộc họp vào hôm 7 tháng 8 đã cho phép quân nhân Bulgaria tham gia chiến dịch hỗ trợ an ninh và huấn luyện Ukraine của NATO. Theo quyết định này, chính phủ Bulgaria đã cho phép quân nhân Bulgaria tham gia sáng kiến của liên minh và dưới sự bảo trợ của sáng kiến này, hoạt động huấn luyện quân nhân Ukraine sẽ diễn ra. Cơ quan báo chí của chính phủ Bulgaria nhấn mạnh, bằng việc thông qua quyết định này, đất nước chúng tôi khẳng định rõ ràng cam kết hỗ trợ Ukraine duy trì các giá trị Euro-Atlantic và khẳng định sự đoàn kết với liên minh trong các nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Chính phủ Bulgaria nói thêm rằng, do cuộc chiến ở Ukraine nằm gần biên giới Bulgaria và tầm quan trọng của cuộc chiến này đối với an ninh châu Âu, sự đóng góp của chúng tôi cho chiến dịch hỗ trợ an ninh và huấn luyện Ukraine của NATO phù hợp với nỗ lực của các quốc gia thành viên khác của liên minh. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu quân Bulgaria sẽ tham gia vào chiến dịch của NATO. Bulgaria trước đây đã gửi 50 quân đến phái bộ hỗ trợ EU tại Ukraine, Romam, nơi cũng huấn luyện lực lượng Ukraine. Như đã biết, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại Washington vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 đã nhất trí thành lập một cơ cấu mới để điều phối mọi nguồn lực hỗ trợ cho Ukraine trong dài hạn, sẽ được gọi là hỗ trợ an ninh và đào tạo của NATO cho Ukraine Nga cáo buộc Anh giúp Ukraine lên kế hoạch tấn công vùng Kersk. Ông Anandby Skaroshev, thành viên Ủy ban An ninh Duma Quốc gia Nga, nói với Sputnik, vụ đột kích vào tỉnh Kesker, được lực lượng vũ trang Ukraine và cơ quan tình báo Anh cùng lên kế hoạch. Ông Skaroshev nói, đòn trả đũa mang tính chiến lược đối với vụ đột kích này sẽ rất đau đớn đối với họ, cả về mặt quân sự và chính trị. Trong khi đó, nhà phân tích người Anh Alexander McCorris cho biết trên blog YouTube của ông, các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ khiến Nga tin chắc rằng không thể đàm phán hòa bình với Kiev. Ông Mercuris cho biết, người Ukraine tiếp tục tấn công lãnh thổ Nga, người Nga hiện khó có thể coi đàm phán là một ý tưởng hay. Điều này sẽ càng làm cho họ tin chắc rằng người Ukraine là một đối tác đàm phán không thể chấp nhận được. Ông lưu ý, lẽ ra Kiev phải biết việc cho rằng những hành động quân sự gây hấn chống lại Moscow sẽ nâng cao vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán nếu có khả năng đạt được giải pháp ngoại giao sẽ là sai lầm nghiêm trọng. Nhà phân tích cảnh báo những bước đi mang tính tự sát như vậy của chính quyền Kiev sẽ chỉ làm tình hình của nước này tồi tệ hơn. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Kresimov cho biết vào lúc 5 giờ 30 ngày 6 tháng 8, các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine với số lượng lên tới cả nghìn người đã tiến hành vụ tấn công với mục đích chiếm giữ lãnh thổ của Nga ở khu vực tỉnh Kersk. Ông cho biết bước tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga của họ đã bị chặn lại. Trong khi đó, theo các kênh quân sự Nga đưa tin, các cuộc giao tranh vẫn còn diễn ra quyết liệt ở Kursk. Thậm chí, lực lượng Ukraine đã tiến sâu hàng chục km và kiểm soát nhiều ngôi làng ở đây. Dân Nga ở vùng biên giới sẵn sàng tham gia trưng cầu dân Ý sắp nhập vào Ukraine vì không được Điện Kremlin bảo vệ. Hôm ngày 7 tháng 8, một người dân ở Sersa vùng Kershka đã quyết định vào trung tâm thành phố để dò xét tình hình tại chỗ và tìm hiểu đội quân nào đang kiểm soát ở đây. Sau đó, ông đã quay một tin nhắn video với lời lẽ chỉ trích nặng nề tới điện Kremlin. Trong đó, ông ấy chia sẻ thông tin mới về tình hình tại đây sau khi quân đội Ukraine tiến vào. Đoạn video được kênh Telegram 365 của Ukraine đăng tải người đàn ông nga thừa nhận không có thiệt hại lớn ở trung tâm thành phố nhưng tòa nhà văn phòng công tố bị hư hại nặng cờ ukraine treo trên tòa thị chính sergea những người lính ukraine kiểm soát khu vực này đã cấm ông ấy chụp ảnh hoặc quay video giấy tờ của người dân cũng đã được kiểm tra mọi thứ diễn ra suôn sẻ người đàn ông nga cho hay ông cho biết thêm rằng có rất nhiều nhân viên và thiết bị quân sự trong thành phố những người lính Ukraine cũng khuyến nghị tất cả cư dân vùng Kursk ngay bây giờ hãy bắt đầu huấn luyện cho cuộc trưng cầu dân ý và tích cực học quốc ca Ukraine. Một người dân Sosha thừa nhận rằng ông không còn quan tâm mình sống dưới lá cờ nào nữa, miễn là không có chiến tranh. Ở cuối video, ông thừa nhận rằng nếu Putin không thể bảo vệ công dân nước mình thì có thể lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bảo vệ họ. Khoảng 300 lính Nga đầu hàng quân đội Ukraine ở khu vực Kursk. Một chỉ huy quân đội Ukraine có biệt danh Alex cho biết, trong hai ngày giao tranh ở vùng Kursk của Liên bang Nga, họ đã bắt được khoảng 300 lính Nga. Ngày 7 tháng 8, ông đã viết về điều này trên kênh Telegram của mình. Theo viên sĩ quan quân đội Ukraine, các hoạt động chiến đấu tích cực ở Cộng hòa Nhân dân Kursk được tiến hành bởi một nhóm các đội hình vũ trang không xác định. Trung úy Alex lưu ý, theo dữ liệu đã xác nhận, khoảng 300 tù nhân đã bị bắt hy vọng họ sẽ góp vào quỹ trao đổi của chúng tôi. Ông giải thích rằng những người chiếm đóng có động lực thấp, họ thiếu kinh nghiệm trong các hoạt động chiến đấu. Người Nga đang ngồi trong chiến hào, nơi họ được gửi đến để học, không có mong muốn chiến đấu. Trước đó, vào ngày 7 tháng 8, bốn chiến binh của lực lượng phòng vệ Ukraine đã bắt giữ hơn 40 binh sĩ của lực lượng vũ trang Liên bang Nga trong một cuộc đột kích ở khu vực Kerskow. Một ngày trước đó, Ukraine cũng đã bắt giữ 35 quân nhân Nga, được cho là ngăn chặn một cuộc đột phá tại biên giới của cùng khu vực. Nổ trung chuyển kho đạn ở Crimea, tuyến đường sắt huyết mạch bị phong tỏa khẩn cấp. Tại Crimea bị chiếm đóng, một kho đạn dược tại căn cứ của quân chiếm đóng bị đột cháy, một vụ nổ đã xảy ra vào ngày 6 tháng 8 tại khu vực định cư Shepnoe và Leninskoe. Tại đây, sư đoàn tấn công đường không số 104 của lực lượng vũ trang Nga hiện đang đóng quân tạm thời. Chỉ hôm nay, người ta mới biết về trường hợp khẩn cấp. Hơn nữa, do một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên tuyến đường sắt, giao thông từ Sankoy đến Sivadopol đã phải tạm thời bị phong tỏa. Kênh Asra của Nga đưa tin. Nguồn tin viết rằng, kho đạn lớn phát nổ và phải mất rất nhiều thời gian, ngọn lửa mới được khống chế. Cùng lúc đó, các mảnh đạn pháo rơi xuống các khu dân cư Andriyivka, Vesny và Leninsky. Cho đến nay, chưa có báo cáo về thương vong dân sự. Điều thú vị nhất là chính quyền chiếm đóng Roymir vẫn im lặng về tình trạng khẩn cấp này. Hiện cũng chưa rõ nguyên nhân hoặc ai đã gây ra vụ cháy kho đạn. Lực lượng lính Nga từ sư đoàn 104 đã đóng quân ở làng Vetnoy kể từ tháng 12 năm 2023. Họ chiếm hoàn toàn lãnh thổ của khu phức hợp chăn nuôi trước đây. Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin ngày 6 tháng 8, tại khu vực sân bay Otyarovsky, một kho chứa đạn dược của quân xâm lược đã bị nổ tung. Ukraine gián đòn chí mạng khiến cuộc máy chiến tranh Nga tê liệt hoàn toàn, thời gian cho ông Putin sắp cạn dần. Ukraine đã phát động chiến dịch phối hợp kéo dài 3 ngày nhằm tấn công các cơ sở quân sự của Nga ở khu vực Luhansk, Crimea và Liên bang Nga. Vào ngày 4 tháng 8, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Luhansk nhắm vào một nhà máy chế tạo máy mà Nga đã cải tạo để lưu trữ và sửa chữa xe tăng cùng thiết bị quân sự. Quân đội Ukraine đã sử dụng 8 tên lửa ATAP MS phóng từ mặt đất và 4 tên lửa hành trình Storm Shadow phóng từ trên không để tấn công. Người đứng đầu chính quyền Lugansk của Nga tuyên bố rằng phòng không Nga đã bắn hạ 4 trong số những tên lửa này, nhưng 8 tên lửa còn lại đã bắn trúng mục tiêu. Các cuộc tấn công đã đánh trúng các nhà kho và kho nhiên liệu trên khuôn viên của các cơ sở này, khiến những đám khói lớn xuất hiện trên thành phố Luhansk. Một ngày trước đó, người Ukraine cũng đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn thành công và có mục tiêu quân sự ở khu vực Rostov. Người Ukraine đã tấn công hiệu quả và các kho nhiên liệu trên đường đến mục tiêu chính của họ, khi người dân địa phương đăng tải video về một số bồn chứa xăng bốc cháy, các quan chức nga lưu ý rằng 15 máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công mục tiêu của họ. Tuy nhiên, mục tiêu chính của Ukraine là sân bay Murmansk, vì dữ liệu vệ tinh của Films cho thấy toàn bộ căn cứ này đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Cuộc tấn công đã phá hủy kho nơi cất giữ bom lượng và tên lửa không đôi khung, cho thấy toàn bộ cơ sở đã bị sằng phẳng. Đoàn phim cũng cho thấy một máy bay năm bom Su-34 của Nga đã bị phá hủy hoàn toàn và hai chiếc khác bị hư hại do mảnh đạn và mảnh vỡ. Cô đội Ukraine cũng tấn công bốn tòa nhà kỹ thuật và hoạt động cùng hai nhà chứa máy bay. Tất cả đều bị hư hại do vụ nổ. Đặc biệt, vào ngày đầu tiên của chiến dịch này, một ngày trước cuộc tấn công sân bay Morozov, cô đội Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu có giá trị cao ở Crimea bằng ITAP-MS Storm Shadow và một số lượng lớn máy bay không người lái. Các nhà phân tích quân sự Nga lưu ý rằng, trong nhiều tháng nay, quân đội Ukraine đã sử dụng đường bay mới để tấn công, bay qua biển đen để tránh hệ thống tác chiến điện tử của Nga và tấn công mục tiêu từ phía sau. Cánh quay vệ tinh về một trong các mục tiêu cho thấy, quân đội Ukraine đã tấn công căn cứ phòng không S-400 của Nga, phá hủy ít nhất một hệ thống tên lửa S-400 và làm hỏng một hệ thống khác trong khi số phận của hai hệ thống khác vẫn chưa rõ. Tiếp theo, người truyền đã phá hủy một hệ thống tên lửa chống đạn đạo S-400 khác và một hệ thống tên lửa chống đạn đạo S-500 bằng tên lửa HIMARS ATAPMS gần cầu Kết. Tổng chi phí cho các hệ thống phòng không bị mất này là hơn 3 tỷ rưỡi đô la. Chưa kể chi phí sửa chữa có thể xảy ra cho một hệ thống bị hư hỏng và hai hệ thống bị mất. Thật thú vị, người Ukraine được cho là cũng đã tấn công tàu ngầm Rostov ở của Nga một lần nữa, và lần này có thể là mãi mãi. Trong khi hình ảnh vệ tinh vẫn chưa có kết luận, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố cuộc tấn công thành công vào ụ tàu đã đánh chìm tàu ngầm lần này là mãi mãi. Nếu những hình ảnh tiếp theo chứng minh những tuyên bố này là chính xác, thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh nữa và là một mất mát đáng xấu hổ cho hạm đội biển đen của Nga nhìn chung các cuộc không kích của ukraine vào crimea tập trung vào các hệ thống phòng không của nga gần cơ sở hạ tầng quan trọng dễ bị tấn công buộc nga phải triển khai thêm các hệ thống này ra xa tiền tuyến điều này đặt bộ chỉ huy cấp cao của nga vào một tình thế tiến thoái lưỡng nặng họ phải làm suy yếu mạng lưới phòng không của mình xung quanh các cơ sở quân sự ở phía bắc và phía đông hoặc mạo hiểm để người ukraine tấn công thành công các mục tiêu có giá trị cao ở crimea như cầu Kitch hoặc cảng Sevastopol. Các cuộc không kích của Ukraine có bằng mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau, nhưng riêng biệt nhằm cải thiện tình hình cho con người Ukraine và đồng thời làm suy yếu vị thế của Nga. Các cuộc tấn công này khiến Nga thiệt hại từ 3,5 đến 4 tỷ đô la do thiết bị quân sự bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Nhìn chung, các cuộc không kích gần đây của Ukraine cho thấy cách tiếp cận liên tục và đa chiều nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Nga. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews.btvamotgmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.